Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc và ngày hôm nay ngày 4 tháng 8, ban tổ chức địa phương ngay từ buổi sáng đã mở bán vé của ngày thi đấu cuối cùng lượt đi CV-League 2024. Tuy nhiên theo ghi nhận của lao động thì sau khi mở bán vào lúc 8 giờ sáng, chỉ khoảng 10 đến 15 phút, ban tổ chức đã đóng quầy mở bán vé. Vì vậy mà nhiều người đã xếp hàng, dù đã xếp hàng từ rất sớm nhưng vẫn không mua được vé của mình, và điều này đã khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Chúng tôi lên từ hôm qua xem giờ hôm qua, thuê nhà trọ đây đến đây xếp hàng từ 5 rưỡi sáng. Thế bây giờ đến gần đến cửa này thì hết vé, thế đến đây là cổ động, nhưng mà không biết thế nào mà xếp hàng đến cửa đây này hết vé, thì muốn là xem là hỏi ban tổ chức ở đây xem là giải quyết cho dân chúng chúng tôi là được vào xem được cổ động. Ban tổ chức với cái số lượng ghế trên sân hàng nghìn ghế, trong khi ban tổ chức lấy lý do là do in không kịp rồi là hết vé, là ban tổ mới bán được có mấy chục lượt, và bán 100 độ tầm chưa đầy 100 lượt, khoảng vài trăm vé mà đã kêu là hết vé và bảo người dân là đợi đến chiều. Và trong khi tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày nay, là người dân thì mong mỏi được vào sân cổ vũ một cách chính đáng và với tinh thần thể thao, thì lại không có vé để vào, trong khi có rất nhiều người là không hề vào sân xem bóng nhưng trên tay có hàng tập vé để mà giao bán với cái giá gấp 2, gấp 3 lần so với cái giá của ban tổ chức.